Hello mọi người, thì hôm nọ em đã giới thiệu cái dòng sản phẩm máy hút ẩm nội địa Đức, thì hôm nay lại quay về cái thằng sản phẩm máy hút ẩm nội địa Trung đây. Mọi người nhìn chưa, đây là cái thương hiệu của Trung, sát một cái thương hiệu bình dân dân dụng ở Trung Quốc. Cái máy hút ẩm này thì nó có thêm cái tính năng lọc không khí, nhưng mà nó chỉ có thêm thôi nhá, chứ không phải là chính năng lọc không khí là chính. Cái dòng này là của sát và công suất hút của nó là 23 lít, thì nghe có vẻ là nó công bố là có vẻ to hơn, cái hút nhiều hơn so với dòng máy hút ẩm của Đức 16 lít kia. Nhưng mà mọi người nhìn này, hàng Đức thì bao giờ nó to và chắc chắn hơn, nhìn nó bìa biết nó đóng. Hai là hút 23 lít này mà giá thì cũng chỉ xem xem với cái con 16 lít của Đức đấy, mặc dù nó hút công suất lớn đây, nó công bố này 23 lít ở độ ẩm là 95% ở 35 độ C, thì tương đương với độ ẩm 20 hút ẩm 23 lít một ngày này thì có thể hút được trong một cái phòng là 80 mét vuông nhá, 80 mét vuông đấy. Con này nặng là trên 10 cân, rất nhỏ gọn. Thì đóng gói của nó đây, nó gồm một cái hộp này, sách hướng dẫn sử dụng. Thì đây là sản phẩm Trung Quốc nội địa. Đấy, thì ở đây nó có các ký tự là hình nên mọi người cũng dễ sử dụng phím, ở đây dạng là phím phím cơ thôi chứ không phải là phím cảm ứng đâu. Nên là cũng dễ, cũng khá bền thôi. Thiết kế thì nhỏ gọn, trông rất cũng lịch sự. Này có bánh xe nữa mọi người, dễ dàng di chuyển. Này không nặng bằng cái con của Đức đúng không? Nhưng mà lại hút khá hơn. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người con này có cái tính năng là ion đấy, để giữ các ion âm, giữ vi khuẩn ở trong không khí cho mọi người này. Đấy. Ngoài ra thì nó sử dụng cái phích này là phích chuẩn của Trung Quốc, là nó có thêm cái tiếp địa. Thì mọi người về mọi người mua cho mình một cái chuyển loa này. Đấy, có 10.000 thôi. Mọi người mua mọi người lắp vào. Mọi người gắn vào. Mọi người mình cũng tranh thủ mình cũng thử điện của nó luôn. Trước khi giao hàng thì mình cũng test và giao hàng cho mọi người, mình cũng kiểm tra các thứ cho nó yên tâm. Đó, khi cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị màn hình hiển thị là LED 7 đoạn màu màu xanh khá đẹp. Đó, cái đèn báo nguồn ở đây đó. Thì hàng này khi mà vận chuyển về mọi người không nên chạy ngay nhá, mọi người để cho nó nghỉ khoảng tàu đó khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng để cho ga nó ổn định đã, bắt đầu nó hay hoạt động ok. Con này thì dùng chuẩn ga cũ thôi, ga 134 đấy. Còn con của Đức kia thì là hai chuẩn là chuẩn 290, ga chuẩn 290. Thế tiêu chuẩn ở bên Đức thì nó sẽ cao hơn một chút, giá thành nó 16 lít mà giá thành nó ngang với con 23 lít của nội địa Trung. Đây, bây giờ mình hướng dẫn qua về cách sử dụng của con này cũng thế. Đầu tiên là nút nguồn này. Đấy. Đấy, phím thứ hai là phím khóa trẻ em này. Đấy, phím khóa, đấy, phím 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 này phím cảm ứng mọi người nhé. Đấy, cái thứ này là cài đặt độ ẩm này. 60, 70, 80, 85, tức là bước nhảy của này là 5. Cài đặt được từ 30. Độ ẩm từ 30 cho đến 90% thì mọi người đặt ở chế độ 65 là được nhá. Cái phím thứ ba là phím điều khiển quạt gió này. Phím điều khiển quạt gió, gió to, gió nhỏ. Gió to, gió nhỏ. Đấy, phòng rộng chúng ta sẽ dùng gió to, gió nhỏ. Đấy thì chúng ta điều chỉnh đây. Còn phím tiếp theo là phím cài đặt ion đây. Đấy, phím này phím cài đặt ion. Thì cái đèn này, cái đèn UV với đèn ion ở đây nó sẽ sáng lên mọi người. Giờ mình xem nào. Đèn ion đây, đấy nó hoạt động, mọi người nhìn đèn đây, nó hoạt động và nó vừa khử khuẩn đèn UV khử khuẩn trong không khí, thứ hai là tạo ion âm để lọc không khí nhá. Đằng sau con này thì mọi người có cái màng lọc đây, đây là tấm màng lọc không khí đây. Tại sao mình bảo nó có chức năng lọc không khí đây, nó lọc cái tấm này đấy, lọc cơ bản thôi mọi người chứ không phải là lọc chuyên sâu như các dòng máy hút nó máy lọc không khí chuyên dụng mọi người nhé. Mọi người muốn lọc không khí chuyên dụng thì phải mua máy lọc không khí, vì hút ẩm nó hút hơi ẩm vào thì về lâu về dài cái màng không cái màng lọc không khí ấy nó không bền. Con này chạy cũng khá êm. Để mình xem. Đấy, khi mình giữ cái nút khóa này tí cho nó hiện cái đèn khóa đây này, là mọi người sẽ không thao tác được gì ở trên cái nút này. Đấy, để khóa trẻ em phải giữ một lúc. Đấy, thì hết khóa thì chúng ta có thể cài đặt được độ ẩm thời gian. Hình đồng hồ rồi đúng không? Hình chọn nước là cài đặt độ ẩm. Đây cài đặt gió. Mình để xem cái chế độ gió nhỏ. Con này xem nào. Con này mình đánh giá thì độ ồn của nó sẽ nó hãng công bố độ ồn của nó bao nhiêu phần trăm đây. Không thấy ghi công bố. Để mình xem nào. Trên máy nó có ghi không? Đây. Tiếng lốc nó đang chạy mọi người nhá. Đây rồi. Con này hãng không công bố độ ồn.
Thì cái này nó 23 lít, nó để ở phòng khách mọi người nhé, không gian rộng chứ không phải phục vụ trong phòng ngủ, nên độ ồn cũng có vẻ tương đối cao hơn so với dòng nhỏ hơn. Để mọi người mua cái dòng hút ẩm để trong phòng ngủ, mọi người lên chọn con công suất nhỏ. Đây, đấy công suất nhỏ như kia, tí mình sẽ review con đấy sau.